Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với Hoa Lan Thanh Lâm. Dạ, hôm nay Lâm sẽ tiếp tục giới thiệu cho các anh chị 4 màu các la da siêu phẩm nha, mà chậu to nhưng mà giá thì rất là vừa phải các anh chị, vừa phải. Nó không cao mà nó cũng không có thấp. Đó, vừa phải. Tại vì những cái chậu này là chậu siêu tầm không các anh chị. Size của nó cũng rất là to luôn. Đó, đầu tiên thì hang Lâm sẽ giới thiệu ở đây đó chính là cây hay sông Red. Hay sông Red ở Việt Nam mình hay gọi là cây hắc tùng đỏ các anh chị. Hắc tùng đỏ mà cái lô này có sổ chớp nữa. Có vài anh khách về cái bông nó nở ra nó cũng hơi sẹt sẹt các anh chị. Nên nó cũng có giá trị cao á. Miễn là cái bông nó sẹt sẹt là nó cũng có giá trị cao mà nó chớp sâu á. Thì nó sẽ càng có giá trị hơn nữa. Nó là các anh chị mầm nó lên rất là khỏe luôn. Nó này hay sông Red ha. Hay sông Red là tiếng Anh. Hay sông Red tại vì tâm Lâm có cái tem á. Cái tem của mình là hay Lâm hay ghi bằng cái tên bằng tiếng Anh. Hay sông Red này cũng có lưỡi mèo nè các anh chị. Mấy cây có lưỡi mèo thường là nó ít thân. Này các anh chị thấy không? Đó, bởi vậy về các anh chị. Các anh chị hãy tách nó ra. Ví dụ như nó đi hai hướng như vậy thì mình về mình tách ra cho nó mau có lưỡi mèo, nó mau có ra hoa. Chứ để lùm nhiều quá, lùm bự quá thì nó lâu ra hoa. Đó các anh chị. Đó, về mình có thể tách hướng ra ha. Rất là nhiều luôn. Này hay sông Red của mình là giá là nhiêu các anh chị? Giá cũng như mọi khi 180.000, rẻ nhất thị trường cho các anh chị luôn. Nó nè, một số cây đang có lưỡi mèo nè các anh chị. Đó, về mình tách hướng ra mình trồng, mình chia sẻ cho mọi người, bạn bè cùng sở thích đó, trong hội nhóm của mình, hội đam mê hoa lan nó trong xóm đó nè các anh chị. Hay sông Red hay còn gọi là hắc tùng đỏ, hoa của nó rất là đẹp đó. Trên tay của Lâm đang cầm cái hoa của nó nở tại vườn luôn, rất là đẹp luôn các anh chị, đã lắm. Các anh chị mà cảm nhận được cái mặt hoa thực tế của nó thì khỏi phải chê luôn, và nó rất là thơm đó nè các anh chị. Đó, cây như thế này gửi đây cho các anh chị là cây như thế này. Lâm sẽ lựa những cái chậu nào mà bụi nó lùm, nó nhiều thân như thế này nè các anh chị. Đó ha. Nè, này có lưỡi mèo nữa nè, một vài chậu có lưỡi mèo thôi, còn này là những cái lưỡi mèo mới nhú nữa nè các anh chị. Nó thường là mấy chậu có lưỡi mèo thì nó lại ít thân như Lâm đã giới thiệu ngay từ đầu, còn mấy chậu lùm á thì nó mê nó sung quá, nó mê ra con không à, nhả mầm gốc mà nó không có lưỡi mèo. Đó, mình tách ra cái nó có lưỡi mèo các anh chị ha. Rồi cái chậu hắc tùng này của mình là 180.000. Trời, Lâm còn mấy bó hoàng nhạn nè các anh chị. Đó, mấy bó hoàng nhạn treo giờ nó ra rễ quá trời luôn nè. Các anh chị nào lấy không? 150.000. Rồi. Thanh lý luôn 150.000. Trời ơi, về nhà ghép luôn các anh chị. Về nhà ghép lên cây. Đó, còn ba bó 150.000, mại vô. 150.000 ba bó các anh chị ơi. 150.000 một bó, ba bó 450. Rồi các anh chị nào mua thì mua kèm nha, mua kèm đi Lâm bao ship cho ha. Thì các la da thì cứ mua 3 chậu là Lâm đã bao ship rồi. Nè, mua kèm các la da đi. Đó. Và các anh chị nào hốt 3 chậu này đi 450 Lâm bao ship luôn. À, hốt 3 bó này. Bó này là 5-6 cây trong này, 1 2 3 4 5 cây nè. Bó 5 cây nha các anh chị. Ừ, làm gì trên thị trường có nhãn 4N mà 5 cây như thế này. Nó làm rễ sẵn luôn mà có 150 à. Đó. Lâm không có thời gian ghép. Rồi đi tiếp ha. Rồi hay sông Red hay còn gọi là hắc tùng đỏ của mình á là 180.000 một chậu. Rồi ba bó nhạn đó, bó 150. Rồi tiếp theo cái này, để qua đây đi, có cái bông đang nở nè. Này Petrasima, chậu nào chậu nấy nó khủng khiếp lắm các anh chị. Nè. Đó, thơm lắm nha. Này sắp tàn à, kiến lên nè. Kiến lên nó cắn nè các anh chị, tại vì nó ngọt á, nó ngọt nó thơm quá. Kiến lên cắn. Đó, chậu gửi đi cho các anh chị là vậy. Nè, 180.000. Đó. Này trồng bằng than nha các chị, Lâm thuần bằng than. Đó, chậu vậy nè. Đó, thuần bằng than hết nha. Đó. Cái Petrasima này 180.000, Lâm thuần bằng than, trồng lâu lắm rồi các anh chị. Đó, rễ nè, trời ơi bụi nó ra 180.000. Rồi màu này màu số 2 ha, Petrasima. Đó, thơm lắm các anh chị nè, thơm. Ôi, này sắp tàn rồi mà còn thơm quá trời. Này hơn 2 tuần rồi. Nở rất là lâu luôn. Rất là bền hoa. Cái loại này bền hoa cực kỳ ha. Đó các anh chị. Đó, 180. Còn chậu bằng than nữa chứ. Trong nè, rễ nè. Đó, quá đẹp luôn. Các anh chị nào đam mê các la da, bữa nay Lâm giới thiệu 4 siêu phẩm này là toàn hoa đại không nha các anh chị. Không có hoa mini nha.
Đó, về nhà cứ bóc cái chậu này ra rồi mình bỏ vô chậu mới, rồi bỏ thêm than hoặc vỏ thông vô là ok. Đó, còn cái hắc tùng nãy là mình bỏ cái vỏ dừa. U rễ nè các anh chị, quá trời. Đó. Đó, gửi đi cho các anh chị là những chậu quá đẹp, quá to như này có tầm 80.000 thôi. Cái anh chị nào mua 3 chậu ngẫu nhiên, 3 chậu nào cũng được thì mình sẽ được bao ship nha. Rồi đằng này đi. Đằng này cái này là thiếp tham siam. Thiếp tham siam nè. Ui, có cái bông nè các anh chị. Bông này chắc bị kiến lên ăn nữa quá. Thấy quíu quíu nè. Đó. Ồ, bông này đẹp lắm nha. Bông này bông đỏ đậm. Đó. Thiếp tham siam. Hãy lâm banh ra luôn cho rồi. Banh ra luôn. Đó, trời, hôm nay bông bự nha, bông bự các anh chị. Mà này á, tại vì nó bị con gì cắn rồi nè, nên nó nở không có được cực đại đâu. Đó, cũng thơm luôn nè. Đó. Thiếp tham siam. Cái chậu này á, là 190.000 đồng các anh chị. Chậu nó bụi bự lắm. Này hoa này nè. Khủng khiếp luôn, bụi nó bự hơn bụi Petrashima nãy luôn á. Nè, nhà các anh chị tách làm 3 chậu cũng được. Trời ơi nè. Đó, này dễ tách lắm nha, dễ tách lắm. Đó, để ra. Bóc ra cho các anh chị xem nè. Trời ơi, thiếp tham siam. Thiếp tham siam. Trời ơi, bự bự nè các anh chị đó. Đã chưa? Quá đã luôn, xanh mướt luôn. Mầm con lên quá trời. Về nhà tách tách hướng đi các anh chị ơi. Tách hướng đi. Tách hướng cho nó mau ra hoa nha. Đó, thiếp tham siam này 190.000. Đó, mua 3 màu hoa là đỡ được miễn ship rồi. Còn đặc biệt nha, mua combo 4 chậu thì sao? Khoan, để giới thiệu tiếp cái loại này cái đã. Cái loại này là bông cũng siêu khủng khiếp luôn. Này là Taiwan size nè các anh chị. Đó, khi gửi đi là đều có tem như thế này hết nha các anh chị. Gắn tem lên cho các anh chị hết. Taiwan size này rất là thơm, màu cam mà đỏ nữa. Đó, cũng 190.000 luôn, 190.000 luôn. 3 chậu là được bao ship nha, 3 chậu tùy ý các anh chị muốn chọn chậu nào cũng được. 3 chậu là để được bao ship luôn. Nè các anh chị. Đó, đẹp ghê luôn ha. Lá của nó đẹp cực kỳ luôn. Nè, ra bụi quá trời lầm luôn nè các anh chị ha. Đó, bữa nay Lâm sẽ bán cái lô này là lô cuối của những cái chậu này, tại vì nếu mà còn lại thì Lâm sẽ vô chậu tác phẩm. Vô chậu tác phẩm hoặc là Lâm tách ra để mà vô nhiều chậu nữa. Đó, Lâm tách rồi ra đó để cho nó đẻ cho nó nhanh các anh chị. Chứ để trong chậu này riết ra nó chặt quá. Đó, các anh chị mua thì còn lại bao nhiêu thì Lâm sẽ tách hướng nè. Tách hướng hoặc là Lâm sẽ vô chậu to. Vô chậu tác phẩm phi ba mấy á. Ra bông đi thi luôn cũng được nữa các anh chị. Đó, cái loại này quá đã luôn ha. Tới đâu thì Lâm sẽ để mặt hoa trên tới đó, màn hình tới đó nè, Taiwan size nè các anh chị ha. Taiwan size. Mặt hoa này, khuôn hoa này rất là tròn, bầu, đẹp cực kỳ luôn. Này trên thị trường Lâm không thấy, là không thấy bán. Lâm không thấy bán loại này. Đó, mà có bán chắc cũng giá rất cao lắm các anh chị. Còn cái này Lâm chủ yếu chia sẻ cho các anh chị, vừa tầm giá, vừa túi tiền. Nhưng mà cây đảm bảo chất lượng rất là tốt. Đó, wow, quá đẹp luôn. Đó, đẹp ơi là đẹp luôn. Tại one size. Nè. Còn cái này là tháp thêm siam nè các anh chị. Đó. Còn cũng không có nhiều đâu. Rồi, chương trình của chúng ta hôm nay là gì đây? Bật mí luôn. Thì có hai loại 180 đúng không các anh chị? Thứ nhất là hay sông red là tên tiếng Anh, còn tiếng Việt về đặt tên á là hắc tùng đỏ. Rồi tháp thêm siam đó là màu hồng rất là to, hoa đại rất là thơm. Là hai loại đó là 180.000. Còn cái loại này là tháp thêm siam với lại Taiwan size, là hai loại này cũng là hai loại bắt tiền nhất, là 190.000 ha, 190.000. Đó là hai loại này mắc tiền nhất. Nhưng khi các anh chị mua 3 chậu là Lâm đã bao ship. Còn khi các anh chị mua 4 chậu là nhiêu các anh chị? Là 740.000 đúng không? 4 chậu là 740.000. Nhưng khi các anh chị mua combo 4 chậu, Lâm sẽ miễn phí ship, đồng thời Lâm sẽ giảm giá xuống còn. Combo 4 chậu của mình là 690.000. Đó các anh chị, 690.000 cho các anh chị luôn. Đó, cho các anh chị mua thiệt là nhanh. Hốt hết.
chừa lâm vài chậu để lâm vô chậu tác phẩm thôi, còn như các anh chị cứ hốt đi, tại vì cây rất là đẹp rồi các anh chị. Đấy à, bụi nào bụi nấy làm gì, có cái bụi này mà có 190.000 mà giờ mua combo 4 chậu mà có 690.000 nữa. Đó, nhanh tay liền các anh chị, nhanh tay bóc máy lên gọi cho Lâm số điện thoại là 0978 813 282, hoặc bận quá không có gọi được thì nhắn tin cho Lâm 0978 813 282, hoặc là nhắn Zalo cho Lâm cũng được, với số điện thoại kết bạn Zalo với số điện thoại này luôn, 0978 813 282 luôn các anh chị nha. Đó, cây khỏi phải chê. Đẹp gì đâu á, quá trời đẹp luôn nè các anh chị ơi. Đó, Lâm nhắc lại một lần nữa nha, 3 chậu là Lâm bao ship, 4 chậu á là giảm giá xuống còn 690.000. Đó, mình lời được tiền ship nè, tiền ship khỏi phải trả nè, mình lời được 50.000 nữa, dẫn người yêu đi uống trà sữa cũng được, ly 25.000 bình dân giá rẻ. Đó, tiết kiệm được 2 ly trà sữa luôn, bình dân giá rẻ, dẫn người yêu đi đi uống trà sữa nè. Đó, anh chị thấy chưa, đó nè, nó lên mầm nè, lên mầm rễ nè. Vụ này về nhà tách mau lắm, tách mau ra cực kỳ luôn đó anh chị ha. Rồi các anh chị nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh của Lâm nha, ủng hộ Lâm nha các anh chị. Đó, rễ quá trời các anh chị ha, rễ nhiều lắm. Các anh chị nào chưa đăng ký kênh là một mất nửa cuộc đời luôn, là một thiếu sót luôn, mất nửa cuộc đời. Còn các anh chị nào chưa bấm like, chưa bấm comment, thả tim hoặc chia sẻ thì còn mất nhiều hơn nữa, tại vì các anh chị sẽ không có nắm bắt được lúc nào mà Lâm đăng bài lên đó, thì nó sẽ báo cho các anh chị tin bằng cái chuông tin nhắn ha. Rồi nhấn nút đăng ký kênh, đừng quên nhấn vào cái chuông thông báo nữa các anh chị nha. Rồi, Hoa Lan Thanh Lâm xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.